Hello, Nhi thân ái, mến chào quý ông bà, cô chú bác, anh chị em và các bạn đại gia đình thân yêu của Nhi. Yến Nhi kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, tỷ sự như ý và vạn sự bình an. Mấy ngày hôm nay em không có lên chia sẻ được với quý vị thì cũng có rất nhiều anh chị em, những cô chú bác và những bạn hữu hỏi thăm em mấy ngày nay sao không thấy em lên chia sẻ cùng với mọi người. Thì hôm nay em lên em thông báo cho các anh chị cô bác biết là mấy ngày trước là cái internet của nhà em á, ở ngoài cái đường dây cáp ở ngoài á, gió mạnh quá, bữa đó bị đứt dây cáp ở ngoài đường á các anh chị bác, thành thử ra nhà em á mất wifi. Em không có hạ wifi để mà up video lên thì nó rất là chậm. Hôm bữa em có gặp chị Thu Thí Nguyễn bên kênh chị Trang Lê hỏi thăm ý Nhi sao không thấy em lên chia sẻ, thì em trả lời với chị Thu Thí Nguyễn á là chúc em lên clip. Thì lúc đó em đang download video đó, mà download trời ơi, từ hả ngày hôm nay mà qua tới ngày hôm sau luôn các chị bác, cái video em mới lên được, không có wifi cho nên lên rất là chậm đó. Thì em rất là chân thành cảm ơn chị Thu Thí Nguyễn, chị An Trần và anh chị Vinh Trần và những anh chị em khác đã hỏi thăm em. Em chân thành cảm ơn các anh chị cô chú bác rất là nhiều đã thời gian qua ủng hộ kênh cho Yến Nhi và chia sẻ like những cái video clip của Yến Nhi. Bởi vì các chú bác ơi, cái thời gian qua em chia sẻ những cái câu chuyện cũng như là về hàng lưng lẹo quá các chú bác, thì cái đám mà bưng bô cho hàng lưng lẹo đó, tụi nó cổ xí tung hô cho hàng đó, làm gì cho hàng ha, nịnh nó cho con hàng đó, khen ngợi hàng, ôi khen ngợi con hàng á ha, kêu gọi tiền từ thiện không có minh bạch các anh chị bác. Hàng kêu gọi những số tiền của những nhà hảo tâm mạnh thường quân trên không gian mạng, nhận tiền xong chi ra những khoản tiền á mà không minh bạch ha, không có chứng từ gì hết trơn á, đâu có phải á, tiền á là lá mít đâu các anh chị bác. Kêu gọi cho nào là bê bon cho toàn 18.050 đồng á, nhận được số tiền đó rồi á, em Toàn á giờ bê bon cho em Toàn đang ở trại giam nào. Bây giờ cộng đồng mạng những mạnh thường quân cũng thắc mắc là em Toàn đang ở trại giam nào để mà đến thăm em Toàn, mua quà đến thăm cho em Toàn các chú bác. Mà con Hằng á nó cũng im lặng luôn. Em nói thiệt các chữ bác chứ cái vụ mà em Toàn á ha, em Toàn á ở trại giam nào á mà Hằng á nói á, là bê bon cho em Toàn, cái câu chuyện này bê bon này á ha, tới bây giờ á các chú bác, em Toàn á có ở trại giam hay không và ở trại giam ở tù á bao nhiêu lâu, thậm chí con Hằng nó còn không biết nữa các anh chị bác. Trời ơi, làm gì mà có cái chuyện mà hả bail bond cho em Toàn, đừng có nói mà hả bail bond cho em Toàn. Cái này á là Hằng nó nói như là những cái thông tin cá nhân, cái gì mà cá nhân các anh chị bác, tiền của Hằng á nó kêu gọi trên cộng đồng mạng. Trời ơi, cả cộng đồng mạng biết bao nhiêu người biết là con Hằng nó xin, nó kêu gọi mạnh thường quân nhà hảo tâm chung tay nguyên góp cho nó tiền để bê bon cho em Toàn, nó xin cái giá là 20.000 ở trên cộng đồng mạng này. Ai mà không biết cái gì mà cá nhân, thông tin cá nhân không nói được. Trời ơi, tiền, nhận tiền của những nhà hảo tâm mạnh thường quân ha để mà bê bon cho em Toàn, nhà hảo tâm mạnh thường quân nguyên góp vào 18.050 đồng, thì bây giờ bê bon xong rồi đúng không, bê bon xong rồi đó, rồi nói em Toàn tội này là tội lần hai rồi không có bê bon đó. Cái câu chuyện này thật sự có bê bon hay là không vậy đó? Bail bond thì á, bail bond nó chạy giam nào cũng không có cho mọi người biết á là ha bail bond nó chạy giam nào, cái bằng chứng á ha, bail bond ở cái chạy giam đó cũng không cho đó, những nhà hảo tâm mạnh thường quân á đã nguyên góp số tiền nó vô cho mọi người biết á là cái bail bond á ở chạy giam nào cho mọi người biết nữa các chị bác. Thì cái vụ này á làm sao mà chứng minh được là Hằng đã có bail bond cho em Toàn. Nếu Hằng không chứng minh được á, cái số tiền của mạnh thường quân nhà hảo tâm á là thật sự có bail bond cho em Toàn á, là tức là cái tiền đó 18.050 đồng ha, nó đi đâu về đâu các chị bác. Tiền ha kêu gọi trên cộng đồng mạng tức là cái này công khai rồi, không phải là cá nhân gì nữa hết á. Trừ khi nào gọi là cá nhân á, là tiền cá nhân của Hằng, Hằng đi ra, Hằng bail bond, Hằng làm cái gì á, Hằng làm tiền cá nhân của Hằng á,
cái đó mới gọi là cá nhân. Còn đằng này hằng lên cộng đồng mạng, hằng kêu gọi mọi người chung tay nguyên góp tiền ha, để mà làm cái này làm cái kia, rồi làm xong rồi các anh chị bác bằng chứng đâu ha, bê bôn em toàn ở trại giam nào. Thậm chí con hằng nó còn lên deep, nó có nói á các chị bác, nó nói là hả bây giờ á em toàn á ha ở tù á bao nhiêu năm nó cũng không biết nữa các chị bác. Một người á lương lẹo tới mức độ tới hả mà không thể nào mà nói được luôn các chị bác. Mình bail bond cho em toàn mà tại sao không biết em toàn bị giam bao lâu mà trại giam nào cũng không biết luôn các chị bác. Rồi á hằng nói á ha, em toàn á ở trong trại giam á không có liên lạc gì với hằng các chị bác, chỉ có liên lạc với bạn gái à. Trước kia thì không có bạn gái nha, trước kia á hằng nói em toàn á là độc thân một mình à, một mình lo cũng xong nữa có bạn gái gì. Rồi bây giờ em toàn ở trại giam rồi thì á thằng nó đã nói á là em toàn không có trại giam, không có liên lạc gì với hằng, chỉ có liên lạc á là liên lạc với người bạn gái thôi, tự biên tự diễn các chị bác thấy xạo không, lương lẹo không. Nếu mà hằng tốt với em toàn quá đúng không, các anh chị thử nghĩ đi, một người mà kêu gọi tiền bail bond cho em toàn bây giờ ở trong trại giam thì á ít ra là em toàn cũng liên lạc với hằng để á biết á ha, những cái đồ á dụng cụ của toàn á còn á để trong cái phòng thuê đó ha, rồi á bây giờ xử lý như thế nào đó, cũng điện thoại về hỏi thăm hằng và cảm ơn hằng ha các chị bác. Đằng này á hằng nó nói á em toàn ở trong trại giam không có gọi điện thoại liên lạc với hằng đó, không có điện thoại liên lạc nha, mà chỉ liên lạc với bạn gái thôi à. Rồi á bail bond cho em toàn với giá là 15.000, còn lại á cái số tiền á 3.050 đồng á thì hằng linh hằng diễn hằng nói á là thuê cái show quịch để đồ cho em toàn. Rồi á rốt cuộc á các chị bác cũng đâu có thuê cái show quịch đâu, không có thuê cái show quịch luôn nha đó. Yến Nhi thắc mắc cái xe thuê cái show quịch đâu, rồi cái đề ship á thuê show quịch ở chỗ nào, có thuê show quịch đâu các chị bác. Hằng lên nói á là đồ của em toàn là không có giá trị, không có thuê show quịch luôn. Trời ơi các chị bác thấy không đó, lương lẹo ấy sợ luôn. Nếu mà em không thắc mắc lên ha thì những nhà hảo tâm mạnh thường quân làm sao biết được là con hằng nó lương lẹo như thế nào. Trước kia á em chưa thắc mắc á thì mọi người á cứ lầm tưởng, tưởng đâu là con hằng á nó làm á từ thiện, đổi cái mát từ thiện ở ngoài hình thức á từ thiện làm việc tốt lắm ha, mỗi lần mà kêu gọi á là tiền vô ào 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 luôn các chị bác đó. Rồi sau khi á được Yến Nhi thắc mắc cái những khoản tiền á mà không có minh bạch được á thì mạnh thường quân nhỏ tâm á cũng rất là thông minh sáng suốt ha, đã ngưng tiền cho hằng rồi. Bởi vì á hằng không có uy tín, tiền kêu gọi xong mà qua mặt những mạnh thường quân nhà hảo tâm xem thường cộng đồng mạng, hằng lương lẹo ha. Hằng nói á là hằng làm cái gì lên á hằng cũng có bằng chứng lên cho cộng đồng mạng xem, rồi á ha hằng trao tiền cho ai á hằng cũng á làm video clip cho nhà hảo tâm mạnh thường quân cộng đồng mạng xem đó, toàn là xạo không à các chị bác. Cũng như số tiền của Tina 13.900 đô những nhà hảo tâm cho Tina, tại vì thấy cái Tina á ha tội nghiệp các chị bác ha, có bệnh này kia, thành thử ra những nhà hảo tâm á mới hạ gót tiền vô để cho Tina lấy cái số tiền đó để khám bệnh chữa bệnh ha, để hạ giữ sức khỏe các chị bác. Ôi giời á, con hằng nó giữ tiền của Tina luôn các chị bác. Bây giờ Tina nằm trong bệnh viện gần cả năm trời rồi, mà cái tiền á nằm trong bệnh viện á đâu có tốn tiền đâu các bác. Ở đây á chính phủ á nhà nước á người ta lo hết cho cái bệnh tình của Tina luôn ha, ăn uống trong đó cũng là nhà nước lo hết trơn á, Tina không có tốn đồng nào hết trơn á, mà tiền á của những nhà hảo tâm mạnh thường quân nộp vô á thì con hằng nó giữ cho đến bây giờ á 13.900 đô đó, đâu có cái clip nào trao tiền cho Tina đâu các chị bác. Thấy con hằng á nó lương lẹo lắm á các chị bác thấy chưa, nó quay những anh em, những hoàn cảnh anh em mà bệnh đau, rồi những anh em hút sách, rồi để mà kêu gọi á ha các anh chị mạnh thường quân nhà hảo tâm rót tiền vô, rồi á nó nhận nó giữ đó, rồi nó nói là hả mấy người này là nào là không có giữ tiền được các anh chị bác, không có giữ tiền được ha, những người này là mấy người hút sách đồ không giữ tiền được đó. Nếu mà biết á
mấy anh em đó là hút sách không giữ tiền được. Vậy tại sao thằng ra thằng kêu gọi? Vậy tại sao thằng nhận tiền? Ủa, nếu mà biết á, mấy anh em đó hút sách ha, rồi mấy anh em đó không giữ tiền được á, thì thằng đừng có nhận tiền, trả hết tiền lại cho những nhà hảo tâm mạnh thường quân người ta đi. Chứ nhận tiền chi mà giữ tiền của người ta như vậy? Các anh chị bác, cái này á là từ thiện, cái hình thức kinh doanh từ thiện trục lợi, lừa đảo qua mặt nhà hảo tâm mạnh thường quân. Cái này là một cái kinh doanh từ thiện ha. Hàng ngày á, thì các anh chị bác thấy rồi, ngân hàng á ha, đại đa số á là quay những hoàn cảnh những anh em vô gia cư, mà tiền á được trả tiền công cho hàng á là YouTube các anh chị bác. Thì cái tiền á quay những cái video đó đa số á là những diễn viên á, là những anh em vô cư không à. Thù lao á thì hàng được trả. Nếu mà một người mà làm từ thiện từ tâm, đúng không các chị bác? Bây giờ cái kênh của Hằng á, mấy cái clip của Hằng á các chị bác, quay những hình ảnh của những anh em vô cư không à, thì mình trích cái số tiền á, hình ảnh clip đó của các anh em vô cư đó, đúng không? Mình thường ngày mình quay mấy anh em đó mà, thì mấy anh em đó cũng á là diễn viên của mình, thì mình trích cái phần tiền đó, thù lao YouTube đó, mình ra mình giúp lại cho các anh em đi, đâu có cần á phải kêu gọi những nhà hảo tâm nguyên góp đâu các anh chị bác. Hằng không bao giờ ha ra chi ra số tiền cá nhân của mình, YouTube của mình để mà giúp lại cho những diễn viên trong phim của mình cũng như là các anh em vô cư. Mà Hằng quay mấy anh em vô cư á, một mặt á là Hằng được lương của YouTube, còn mặt kia á thì những nhà hảo tâm mạnh thường quân nè góp tiền vô cho những anh em vô cư, Hằng giữ đó, rồi Hằng nói á là mấy anh em đó không giữ tiền lượt đó các anh chị bác. Thấy không, đường nào á là Hằng cũng có lợi hết trơn á, rồi á giữ tiền của các anh em vô cư đó để làm gì? Hằng nó hy vọng á mấy anh em á một ngày nào á có đi rồi á các chị bác ha, thì á tiền của những nhà hảo tâm mạnh thường quân á góp vô cho những nhân vật đó, diễn viên đó, thì Hằng được giữ, rồi Hằng giữ đó luôn là của Hằng luôn các anh chị bác. Cho nên Hằng đâu có đưa cho các anh em đâu, lâu lâu đưa 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng để làm chi? Để cho các anh đó xài theo những cái sở thích, những cái thú vui, những cái cuộc chơi của mấy anh em đó thôi các anh chị bác. Cái này á là không phải là giúp, mà cái này á là gọi là hại á, hại nhiều hơn giúp đó các anh chị bác, chứ không có giúp được á các anh em, mà hại mà lợi á là lợi cho Hằng. Tại vì á mỗi lần Hằng đưa tiền á thì Hằng được quay clip nữa các anh chị bác. Đó. Rồi những nhà hảo tâm mạnh thường quân lại thấy như vậy thì tiền lại thêm vô nữa, rồi những nhà hảo tâm mạnh thường quân mới vô kênh xem rồi tiền góp thêm vô nữa đó. Cái này á là kêu bằng trục lợi ha, kinh doanh từ thiện chứ không phải là từ thiện từ tâm. Từ thiện từ tâm nha, một ngày á cái kênh của Hằng á ha, một ngày á là tiền YouTube trả cho Hằng á cũng từ 1.000 tới 1.200, mỗi ngày Hằng ra Hằng trích cái tiền á ha, clip đó của mình ra mỗi ngày 200 thôi, để giúp cho các anh em mua quà, mua thực phẩm cho các anh em ăn đi. 200 một ngày á ha, Hằng phát đi một ngày cũng chưa hết nữa, tại vì á trong 3 năm trời như thấy rồi, Hằng quay qua quay lại những diễn viên á, mấy anh em vô cư á đâu có bao nhiêu người đó chứ bác. À, quay qua lại cũng là rồi chú Sơn, chị Thủy, rồi anh Phúc, rồi Thành Bông Hồng, một cặp coi như là Thành Bông Hồng với lại Khách Thì đó các chị bác, rồi Ly Lì, rồi Thiện, quay qua quay lại trong 3 năm trời đâu có bao nhiêu người đó các chị bác, toàn là diễn viên ha, hợp tác với Hằng không à, quay làm clip để những nhà hảo tâm mạnh thường quân á cho tiền vô. Trời ơi, làm từ thiện mà từ tâm nha ha, quá trời người á, anh em vô cư ngoài đường á, Hằng chính miệng Hằng nói á, sân xe nhiều vô cư lắm, mà trong 3 năm trời các bác quay qua quay lại, quay qua quay lại toàn là hạ những diễn viên á cũ trước kia không à, những người hợp tác với Hằng không à, để mà lên hình á, để mạnh thường quân nhà hảo tâm á rót tiền vô, chứ đâu có giúp gì cho các anh em vô cư khác đâu các bác ha. Trời ơi, như vậy á nha, còn lương lẹo lắm ha. Được cái vụ á em toàn á ha, kêu gọi cái
được rót vô 18.050 đồng trước khi với Hằng đi về Việt Nam ha. Hằng kêu gọi tiền đó để Hằng xài cho mục đích của Hằng ha. Trời ơi, Hằng nói á ha, ôi đi về Việt Nam, chuyến đi về Việt Nam là làm từ thiện. Thực chất ra cũng không phải là đi làm từ thiện nữa các chị bác. Cái chuyến mà đi về Việt Nam lần trước của Hằng á, là Hằng á đi á làm thẩm mỹ viện ha, đi á đến thẩm mỹ viện để mà làm đẹp nè ha, để mà đắp lại cái mặt tiền nè các chị bác, rồi á bơm ngực, rồi á bơm mông, rồi á hút mỡ bụng. Cái chỗ nào cần á bơm thì bơm, chỗ nào mà cần rút á thì rút các chị bác, chứ từ thiện gì. Rồi á Hằng á không có mấy ngày á ha, đi về Việt Nam á làm thẩm mỹ viện đó đó, rồi á mặt của Hằng á lúc mà nó còn á bị sưng đó các chị bác, mới làm mà bị sưng á, đâu có lên hình đâu các bác, đâu có làm nếp được đâu. Rồi Hằng lên Hằng nói với cộng đồng mạng á, một tuần sau á Hằng nói á là mấy ngày trước á Hằng không có lên hình á là tại vì á Hằng mới về Việt Nam cho nên Hằng không quen cái gì đó ha, không quen khí hậu. Rồi á cái mặt của Hằng á, Hằng ngủ nhiều quá Hằng bị sưng các chị bác, quá là xạo luôn. Trời ơi, không quen khí hậu ở Việt Nam, Hằng làm như Hằng á là hả sanh đẻ ở đây vậy á. Hằng cũng mới qua Mỹ á ha, mười mấy năm thôi, đâu có bao nhiêu lâu đâu mà làm gì mà đi về Việt Nam á ha, không quen cái gì bác. Trời ơi, biết bao nhiêu người ha, biết bao nhiêu anh chị đi về Việt Nam, trời ơi, người ta cũng đâu có ai như Hằng đâu, mà Hằng làm gì mà hả đặc biệt dữ vậy ta. Về á khí hậu không quen, rồi bị sưng mặt ngủ nhiều quá đồ này kia, trời ơi các anh chị các bác thấy là hả, nghe qua là biết á là có Hằng á nó xạo, nó giả tạo ha, biết liền luôn ngay cái lúc đó luôn. Rồi cái vụ của em Toàn á kêu tiền cho một cái Mạnh Thường Quân cho được á 18.050 đồng, thấy dễ ăn quá, dễ nuốt quá ha. Rồi á không có ai thắc mắc gì hết, không ai hỏi tới á những cái bằng chứng á, chứng từ á mà chi tiền ra, thấy không ai hỏi á các chị bác, dễ ăn dễ nuốt quá. Rồi cái hả kêu gọi tiếp theo á là hả cho cái anh Nhật Uber các chị bác, kêu gọi thuê luật sư 35.000. Trời ơi các chị bác ơi ha, thuê luật sư 35.000 thì Mạnh Thường Quân á rót vô được 30.000 các chị bác. Rồi cũng làm xong rồi, nào là nói đi lên tòa một tháng á, một tháng á, mà hả trong tháng đó, trong 2 tháng đó đó mà đi lên tòa lên cót á tới 20 lần luôn. Toàn là nói bằng cái miệng không à, quay đi lên cót chứ mà đâu có lần nào á quay nói đi được 1-2 cái ngã tư xong rồi tắt máy, rồi nói đi lên cót vậy thôi, không có thấy đi lên cót cái gì hết trơn á. Đi ngoài đường rồi nói chuyện mấy câu đi lên cót rồi xong rồi tắt máy, cắt ngang luôn các chị bác, rồi mất tiêu luôn, không thấy nói gì hết trơn á. Toàn là xạo, toàn là diễn không à ha. Cái vụ á của anh Nhật Uber á các chị bác ha, là Hằng diễn tuồng ha. Em nói cho các chị bác nghe tại sao á mà em biết là Hằng diễn tuồng, bởi vì á ha, Hằng á với anh Nhật Uber đó đó ha, nói á là cái khi này á là phải thuê luật sư 35.000 để mà lên kêu gọi tiền của những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân đúng không. Nhật Uber á với Hằng á nói á là ừ cái khi này á thuê luật sư á tới 35.000 lận, xin gọi tiền của những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân nộp vô để thuê luật sư liền ha, phải thuê luật sư liền, gấp liền, để cho những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân lại gót tiền vô gấp liền nữa các anh chị bác. Trời ơi, hai người này diễn với nhau, Nhật với Hằng diễn với nhau. Trời ơi, nói á, cái người y tá này á các anh chị bác ha, là bạn gái của Nhật, bạn gái của Nhật á, mà cái người này á thì ở á, bên đây ở Mỹ á, không có giấy tờ, tất nhiên là ở lậu đó các anh bác, chưa có giấy tờ gì hết trơn á ha. Trời ơi, xạo lắm, ở lậu không có giấy tờ. Người y tá đó trời ơi, làm y tá các chị bác. Nhật Uber nói á, cái người bạn gái đó là làm y tá. Em hỏi cô chú bác anh chị chứ, làm y tá làm cho ai? Có phải làm cho nhà nước, làm cho chính phủ không? Làm cho chính phủ mà ở lậu không có giấy tờ thì ai mà mướn mà làm các chị bác. Cái này á là Nhật Uber á và Hằng Lương Lẹo á ha, là diễn tuồng. Mà cái chỗ này á, cái điểm á chánh á là có Hằng Lương Lẹo. Tại vì á Nhật á là cái nhân vật thôi ha. Có Hằng Lương Lẹo nó đưa lên kênh ha. Tại sao á mà những cái điểm á mà Lương Lẹo của cái nhân vật đó, nếu mà có Hằng nó không có qua mặt các chị cô chú bác Mạnh Thường Quân
thì nó phải thắc mắc những cái câu á, đáp của những nhân vật đó. Thí dụ cũng như á, anh nhật Uber nè, đúng không, nói người y tá đó là ở lậu đó, bạn gái á, của Nhật á, là ở lậu mà làm á, thì làm y tá các chị bác. Thì tại sao Hằng không đáp lại, hỏi lại cái nha, anh Nhật đó là cái người y tá đó đó ha, cái người bạn gái đó đó ở lậu không có giấy tờ thì làm sao mà làm được y tá. Hằng nói á, Hằng ở đây á ha, Hằng biết luật lắm, cái gì Hằng cũng biết hết trơn á các chị bác, biết luật lắm ha, Hằng gành lắm. Trời ơi, như vậy á, Hằng biết luật á, Hằng lấy cái những cái câu nói mà Hằng biết luật, biết này, biết cái gì Hằng cũng biết hết trơn á, nhưng mà Hằng cố tình á ha, qua mặt lách luật luôn các chị bác ha, qua mặt những mạnh thường quân, nhà hảo tâm, cộng đồng mạng đó, để mà nhận tiền ha, với những nhân vật á ha, lên á xin tiền của những nhà hảo tâm, Hằng qua mặt ha, để mà nhận tiền đó để cho Hằng á trục lợi. Nhiều á cái nhân vật á ở trong kênh của Hằng á các anh bác, diễn tuồng á ha, qua mặt mạnh thường quân, nhà hảo tâm để mà nhận tiền đó, từ thiện từ những mạnh thường quân, nhà hảo tâm rất là nhiều. Chẳng hạn như thêm một người nữa nè, cái anh Đu Linh nữa các anh chị bác, cái anh Đu Linh á ha, đó là ở Việt Nam, Hằng đưa lên kênh ha, rồi á Hằng á và cái anh Đu Linh đó nói chuyện ha, mà phỏng vấn, mà phỏng vấn á các anh chị bác để ý đi, cái kênh của Hằng á lúc nào cũng là nó nói không à, lúc nào á cũng là hả con Hằng nó nói không à, nó không có để cho những hả anh đó, nhân vật đó, những anh chị đó để mà nói ha. Đa số là Hằng nói không à, trừ khi nào mà Hằng hỏi cái gì á thì á, cái người đó mới được trả lời thôi, chứ hả Hằng không có để cho những cái nhân vật đó người ta nói đâu các anh chị bác. Cái đó là dấu chấm hỏi tại sao ha. Theo em nghĩ á là con Hằng á nó biết cách lươn lẹo, thành thử ra nó nói cái gì á người ta cũng tin hết trơn á, nó không cho mấy nhân vật đó nói là một hồi á lộ ra rồi ha, không biết nói lộ ra hết á thì á những nhà hảo tâm mạnh thường quân á đâu có cho tiền đâu, cho nên á là lúc nào Hằng không cũng nói hết trơn á, không có để mấy nhân vật đó, mấy anh chị em đó nói, mà Hằng nói không à, tại vì Hằng biết cách lươn lẹo mới rút hầu bao được của những nhà hảo tâm mạnh thường quân đưa tiền vô ha. Cũng như anh Đô Đinh nè, cái điểm lươn lẹo á ha của cái nhân vật á với Hằng diễn nhau vậy nè, anh Đô Linh thì á ở Việt Nam đi tắm sông các chị bác, đi tắm sông lúc đó anh Đô Đinh mới có 11 tuổi à, mà có một chiếc tàu chạy ngang qua cái sông đó, thấy anh Đô Linh là một cậu bé mới có 11 tuổi thì bế cậu bé này lên chiếc tàu luôn để mà đi vượt biển qua bên tới Mỹ các chị bác. Các chị bác nghĩ đi, rồi á Đô Linh nói á là cái giấy tờ của anh Đô Linh á ha cầm theo đi tắm sông á ha bị á một chiếc tàu vớt lên rồi đi vượt biên á các chị bác, rồi giấy tờ đó bị rớt. Các chị chú bác á thấy á là xạo chưa, vậy á mà nhiều á cô chú bác á anh chị á mình thường quân á lúc đó vẫn tin của Hằng, cả mà đưa nhân vật nào lên, đưa nhân vật nào lên là cái tiền cứ vô ào ào ào. Em hỏi cô chú bác anh chị em chứ có một đứa trẻ nào 11 tuổi đi tắm sông mà mang theo giấy tờ không, mà một đứa bé 11 tuổi mà cha mẹ nào mà cho cầm theo giấy tờ trên người để đi ra đường các chú bác, thấy không? Bởi vậy á con Hằng á nó qua mặt ha, nó lừa đảo bằng hình thức kinh doanh, kêu gọi xin tiền từ thiện từ những cái nhân vật như là những thành phần, đa số là thành phần á đã có qua tù tội nè, và những á anh chị em hút sách nè, đa số á người nào á cũng là hả có tiền án tiền sử như vậy hết trơn á ha, hút sách, tù tội, cờ bạc, ăn chơi đó. Cũng như anh Đu Linh á cũng ở tù qua, em Toàn cũng ở tù qua ha các anh chị bác đó. Còn á như Uber thì á nghiện cờ bạc,
toàn là hút sách, nghiện ngập cờ bạc, ăn chơi không à các chú bác, để diễn tuồng với nhau qua mặt cộng đồng mạng, mạnh thường quân, những nhà hảo tâm kêu gọi tiền, nhận tiền xong để ăn chơi chi chác với nhau các chú bác, chứ từ thiện từ ơ gì đó. Cũng như cái miệng của Hằng Hứa, mỗi hàng tháng ấy, Hằng cho trích ra 1.000 đồng để mua quà phát cho những anh em vô cư. Trong cái năm nay nè các chị bác, em tính trong năm nay thôi, Hằng nói lâu lắm rồi đó, bây giờ các anh chị nói với các chị bác là Hằng tiền túi đúng không, mà không có ha. Bây giờ em tính cho các anh chị bác trong năm nay thôi, các chị bác dễ 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 xem, trong mấy tháng trời nay nè ha, cái năm 2023 này nè mới có mấy tháng à, các anh chị bác có thấy con Hằng nó bỏ tiền túi, nó chi tiền túi nó ra để đi mua quà phát cho các anh em vô cư không? Đâu có đâu. Vậy mà cái miệng của Hằng nó nói mỗi tháng Hằng sẽ bỏ ra trích ra 1.000 đồng ha, để mà mua quà cho các anh em vô cư. Các anh chị bác thấy nó xạo không? Đó, bao nhiêu cái sự mà lươn lẹo của con Hằng á, em đã phơi bày, em đã hả chia sẻ, em đã phân tích rất là tỉ mỉ đến những ông bà cô chú bác anh chị em, những nhà hảo tâm mạnh thường quân, ông bà cô chú bác mạnh thường quân, cộng đồng mạng ha, những cô chú anh chị em trên cộng đồng mạng này nghe đó, rất là nhiều cái chiêu trò để mà lươn lẹo, để mà kêu gọi vào cái lòng thương của những nhà hảo tâm mạnh thường quân, gót tiền vào cho Hằng hàng chục lợi thôi. Chứ Hằng á nói á, những cái lời nói của Hằng á không bao giờ á Hằng có uy tín, không bao giờ Hằng thực hiện, không bao giờ Hằng làm ha. Đó, kêu gọi những tiền xong của những nhà hảo tâm, bằng chứng đâu, thê luật sư đâu, cái biên nhận thê luật sư đâu, 35 ngàn biên nhận đâu Hằng, 35 ngàn cái biên nhận đó đâu, không đưa lên được cho những nhà hảo tâm mạnh thường quân, cộng đồng mạng xem ha. Lương lẹo tới như vậy luôn. Rồi 13.900 đô Hằng nói Hằng nhận được tiền xong của những nhà hảo tâm mạnh thường quân á, Hằng trao tiền á, Hằng làm video clip đâu, video clip nào trao tiền cho chị Na đâu, 13.900 đô đâu Hằng, đâu video clip nào đâu. Tới giờ Tina vẫn nằm trong bệnh viện, mà ngày bé đi á, sinh nhật của Tina á, Hằng cũng quên nữa. Hằng chỉ nhớ á, ha, mấy cái tiền á mà vô á là Hằng nhớ thôi đó. Còn á, mà sinh nhật của Tina á, nếu mà Hằng tốt á, giấy tờ á, của Tina, ngày sinh của Tina ha, Hằng á biết mà đó. Mà ngày sinh nhật á Hằng không nhớ, nhớ làm chi, nhớ là mất công tốn tiền mua cái bánh, nhớ chỉ mất công tốn tiền á, hạ vô hạ mua quà thăm các chị bác, chừng nào á ha tiền á mà vô tay á, vô túi Hằng á thì Hằng nhớ thôi. Trời ơi, thậm chí mà tiền của chú Xuân á ha, tới tháng rồi tiền bệnh á, tiền già của chú Xuân á, tiền bệnh á, mỗi tháng chú Xuân được 900 mấy á, trời ơi Hằng còn nhớ luôn. Mà Hằng chạy là được 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 Hằng đi kiếm chú Xuân, Hằng còn làm deep, Hằng nói trời ơi chú Xuân bây giờ bữa nay là tới tháng rồi, tiền bệnh của chú Xuân vô rồi ha, bữa nay là tới tháng tiền của chú Xuân rồi, mau mau nhanh nhanh chân lên để đi kiếm chú Xuân đi, kiếm chú Xuân đi đó các chị bác. Cái tiền bệnh của chú Xuân mà Hằng còn nhớ, mà Hằng còn gấp tới nỗi mà phải chạy lật đật 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 để mà đi kiếm chú Xuân nữa. Trời ơi, kiếm chú Xuân á để Hằng muốn cầm cái tiền bệnh đó của chú Xuân nữa hay sao vậy Hằng hả? Trời ơi các anh chị bác. Rồi còn nữa nè, đi á ha, trời ơi, cái miệng của Hằng lúc nào á cũng rủa ha người này người kia á mất đi ha. Hôm bữa chú Xuân á, Hằng cũng rủa chú Xuân á, trời ơi, trời ơi, chết rồi chết rồi đó, chú Xuân á sắp chết rồi, ông này chết rồi, trời ơi, Hằng rủa con chi vậy Hằng, trời ơi, cứ rủa người này mất, rủa người kia mất, cũng như hồi trước Tina cũng vậy, Hằng cũng rủa Tina, trong bệnh viện ha. Hằng tới Hằng thăm trên cái đường á, Hằng đi Hằng thăm thăm Tina, không có gì thôi đi, Hằng quay xin xong rồi Hằng còn lên Hằng để cái tin cái clip á, cái tiêu đề á, Tina chắc qua không khỏi, trời ơi, Tina đâu có cái gì đâu, chỉ là bệnh thì á, lúc nào Tina vô thì cũng thở oxy thôi, chứ không có gì hết trơn. Mà Hằng cũng coi như là phải ghi lên cái tiêu đề để mà rủa người ta, để cho cái người á đó đi đó, đi để làm chi vậy, để cho Hằng kêu gọi tiền nữa các anh chị bán. Trời ơi, cái người á còn sống á ha, thì Hằng cũng kêu gọi những tiền của những nhà hảo tâm mạnh thường quân để cho người đó ăn chơi, rồi á cũng là cái miệng của Hằng, rồi rủa người ta mất để với Hằng á, rồi kêu gọi tiền nữa. Thôi Hằng biết bao nhiêu là cái lương lẹo luôn ha. Trời ơi, nói thăm chú Xuân ở trong bệnh viện, vừa á chú Xuân vô buổi trước buổi sau Hằng vô Hằng thăm,
thăm xong á, rồi á, hằng nói á, trời ơi, bây giờ cái tiền á, hàng tháng tiền bệnh của chú Xuân á, có một cái anh nào đó giữ, giữ nó đi nha, giữ nó đi rồi chú Xuân á, có mất á, thì á, lo đám cho chú Xuân rồi này kia. Trời, lúc nào á, trong cái đầu của hằng á, các chị bác, cũng cái chữ á, tiền á, các chị bác, trời ơi, tiền của chú Xuân, người bệnh nằm ở đó, mình đi lo sức khỏe của chú Xuân trước đi, ha. Chứ ai đâu mà đi thăm chú Xuân vô trong bệnh viện thăm chú Xuân xong á, ha, rồi ra xe nhắc tới tiền bạc đó, nhắc tới cái người mà giữ tiền của chú Xuân, trong ý hằng muốn lấy tiền á, giữ của người á, của cái anh đó lại đưa qua cho hằng nữa hay sao. Trời ơi, chú Xuân đâu có người thân đâu, ha, không có kêu gọi tiền á, mất tiền tử gì đâu hằng ơi. Ở đây chính phủ á, chú Xuân bệnh cũng có chính phủ lo, chính phủ thương dân lắm, chính phủ lo hết ha. Chú Xuân á, có mất á, ha, thì á, chính phủ á, ở đây á, người ta cũng lo, không có cần á, hằng á, kêu gọi tiền đâu. Nếu mà hằng á, mà kêu gọi tiền á, cho chú Xuân á, ai ai là cái người thân của chú Xuân để mà đi đi ra ký giấy ủy quyền cho hằng đây hả? Hằng đừng có lương lẹo nữa ha, hết thời rồi, hằng bị tẩy chay rồi, tẩy chay á cái lừa đảo rồi, tẩy chay cái lương lẹo của hằng rồi, tẩy chay á cái từ thiện kinh doanh của hằng rồi, hằng không có hả còn á nhận được tiền từ những nhà hảo tâm mạnh thường quân nữa đâu. Bởi vì á, cái uy tín của hằng không có, hằng nói mà hằng không có làm. Mạnh thường quân nhà hảo tâm á, người ta rất là thông minh, rất là sáng suốt. Hằng đừng có lên đây hằng thách thức những mạnh thường quân, cộng đồng mạng, không có ai làm gì được hằng hết trơn á. Hằng muốn làm gì hằng làm, hằng muốn nói gì hằng nói, hằng muốn chửi ai hằng chửi, mạnh thường quân cộng đồng mạng mà hằng cũng chửi luôn, những đồng nghiệp YouTube chia sẻ phân tích thôi, hằng cũng á, không có từ luôn, cũng chửi luôn ha. Trời ơi, các chị bác, đúng là câu chuyện này á, là nó kết thúc lâu lắm rồi. Tại vì có hằng á, cái miệng mồm của nó hỗn láo quá ha, nó thách thức cộng đồng mạng, không ai làm gì được nó, chửi cả mạnh thường quân, thách thức mạnh thường quân, không ai làm gì được nó. Rồi á ha, những cái đứa mà bưng bô nịnh nó cho hằng đó, cứ lên á công kích ha, công kích á, thách thức mọi người, không ai làm gì được nó hết trơn á đó. Thành thử cái câu chuyện này á, nó mới tới ngày hôm nay, chứ không á là cái câu chuyện này nó cũng ngưng từ lâu rồi các chị bác. Rồi hôm nay á, ý Nhi chia sẻ các anh chị bác tới đây nha. Em hẹn gặp lại các anh chị cô chú bác vào cái video clip tiếp theo sau. Ý Nhi kính chúc quý ông bà, cô chú bác, anh chị em, những quý khán giả thân thương của Ý Nhi luôn may mắn, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều đã like và chia sẻ video clip cho Nhi và đăng ký kênh subscribe cho Nhi nha. Thank you. Bye bye quý vị.